Xe bây giờ họ mới bước đường nào về nhà ấy. Nước ngập tràn quá, rồi giờ dẫn bộ, mọi người dẫn bộ và rất là mệt. Mỗi lần đi làm về đi này nó chết rồi. Khi nào thì mình về? Chắc sáng mai á. Mày rồi. Anh đẩy nãy giờ bao nhiêu km rồi? Đấy, hơi dài đó, 3 cây rồi.